dưới đây là một câu chuyện tâm linh về mẹ maria trong thời chiến tranh thể hiện sự linh thiêng và sự che chở của mẹ đối với những người khốn khổ trong thời kỳ khủng hoảng phép lạ của mẹ maria trong thời chiến trong suốt những năm tháng chiến tranh khốc liệt khi bom đạn phá hủy mọi thứ trên con đường của nó có một câu chuyện linh thiêng về sự hiện diện của mẹ maria đã truyền cảm hứng và mang đến hy vọng cho những người đang phải đối mặt với sự đau khổ và tuyệt vọng câu chuyện xảy ra tại một ngôi làng nhỏ nằm trong thung lũng giữa núi non hiểm trở trong thời chiến, ngôi làng này đã bị cô lập hoàn toàn vì bị bao vây bởi quân đội và không thể nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ bên ngoài. Người dân làng rơi vào cảnh đói khát, bệnh tật và nỗi sợ hãi bao trùm khi nghe thấy tiếng bom đạn nổ ra mỗi ngày từ xa. Nhiều người đã nghĩ rằng ngôi làng sẽ sớm bị tiêu diệt bởi chiến tranh tàn khốc. Tại trung tâm của ngôi làng, có một ngôi nhà thờ nhỏ, nơi mọi người thường đến cầu nguyện với mẹ Maria để tìm kiếm sự che chở và hy vọng. Bức tượng mẹ Maria đặt trong nhà thờ đã có từ lâu đời, được người dân tôn kính như một biểu tượng của tình yêu thương và lòng tin. Dù chiến tranh đã tàn phá khắp nơi, ngôi nhà thờ và bức tượng vẫn đứng vững một cách kỳ diệu như thể được bảo vệ bởi một thế lực thần thánh. Một đêm nọ, khi những trận bom đạn nặng nề nổ ra gần làng, người dân tụ tập trong nhà thờ, quỳ gối cầu nguyện với mẹ Maria để mong được cứu rỗi. Trong tiếng nổ vang rền và ánh sáng lấp lánh của pháo hoa chiến tranh ngoài kia, một phép lạ đã xảy ra. Những người trong làng kể lại rằng, họ nhìn thấy ánh sáng dịu dàng từ bức tượng mẹ Maria phát ra, chiếu sáng cả không gian nhỏ bé trong nhà thờ. Ánh sáng ấy không giống ánh sáng của đèn, mà là một ánh sáng ấm áp và tràn đầy an lành. Khi nhìn lên bức tượng, họ thấy mẹ Maria mỉm cười nhẹ nhàng và hình ảnh của mẹ như sống động hơn bao giờ hết. Một số người cảm nhận được sự hiện diện thiêng liêng của mẹ bao phủ họ, như thể mẹ đang nói với họ rằng đừng lo lắng, hãy tin tưởng vào sự bảo vệ của Thiên Chúa. Phép lạ không chỉ dừng lại ở đó, Sáng hôm sau, khi những người lính của quân đội đối phương tiến vào ngôi làng, họ bất ngờ dừng lại ngay trước nhà thờ. Một số người lính kể lại rằng họ đã thấy một người phụ nữ mặc áo choàng trắng đứng trước ngôi nhà thờ, giang rộng tay và điều kỳ lạ là họ không thể tiến vào làng được nữa. Họ cảm thấy bị chặn lại bởi một sức mạnh vô hình và trong nỗi sợ hãi và kinh ngạc, họ quay trở lại mà không hề gây hại cho ngôi làng. Những người dân trong làng tin rằng đó chính là mẹ Maria đã hiện ra để bảo vệ ngôi làng và ngăn chặn chiến tranh phá hủy nơi này kể từ ngày hôm đó quân đội đã tránh xa ngôi làng và dù chiến tranh tiếp tục kéo dài ngôi làng nhỏ bé ấy vẫn an toàn trong suốt thời gian chiến tranh sau khi chiến tranh kết thúc câu chuyện về phép lạ của mẹ maria lan rộng khắp nơi và ngôi nhà thờ nhỏ trở thành nơi hành hương của rất nhiều người từ khắp nơi đổ về họ đến để cầu nguyện trước bức tượng mẹ maria bày tỏ lòng biết ơn và cầu xin sự che chở với niềm tin rằng mẹ luôn lắng nghe và bảo vệ những ai đặt niềm tin nơi mẹ Câu chuyện về phép lạ của mẹ Maria trong thời chiến không chỉ là một biểu tượng của niềm tin mà còn là lời nhắc nhở về tình yêu thương vô bờ bến và sự che chở của mẹ đối với những ai cần sự giúp đỡ. Trong những thời điểm tăm tối nhất, mẹ Maria luôn xuất hiện như một ánh sáng, dẫn dắt và bảo vệ con cái mình qua những thử thách của cuộc sống.